Ngủ dậy thấy có những dấu hiệu này cảnh báo gan đang nhầu nát từng ngày, nặng hơn thì là ung thư gan, đi khám ngay kẻo hối hận không kịp. Hoan hỉ kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, gan là một trong những cơ quan nội tạng hoạt động âm thầm trong cơ thể của chúng ta. Cơ quan này là nhà máy hóa chất của cơ thể vì nó đảm trách cũng như điều hòa rất nhiều các phản ứng hóa sinh, dự trữ glycogen, tổng hợp protein, huyết tương và thải độc. Đáng nói là tế bào gan không có dây thần kinh cảm giác, vì thế nếu gan bị tổn thương, bệnh thường không gây ra triệu chứng nào cả. Phải đến khi bệnh trở nặng thì các dấu hiệu điển hình mới dần lộ diện. Khi bị tổn thương gan, không còn khả năng lọc và thải chất độc trong máu, gây tích tụ chất độc, giảm sức đề kháng của cơ thể, làm suy giảm chất lượng cuộc sống, thậm chí là còn dẫn đến ung thư. Về mặt lâm sàng, ung thư gan tiến triển không thể chữa khỏi, nhưng ung thư gan ở giai đoạn đầu hoàn toàn có thể chữa trị được. Các chuyên gia về sức khỏe cho rằng dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh về gan nặng hơn bệnh ung thư gan thường xuất hiện vào buổi sáng khi bạn mới ngủ dậy. Cụ thể, đó là những dấu hiệu nào? Hãy theo dõi video ngày hôm nay để biết chi tiết quý vị nhé! Ngủ dậy thấy có những dấu hiệu này, cảnh báo gan đang nhàu nát từng ngày, nặng hơn là ung thư gan, đi khám ngay kẻo hối hận không kịp. 1. Phu mắt cá chân vào buổi sáng. Khi ung thư gan ở giai đoạn sớm, bệnh nhân có thể sẽ xuất hiện những dấu hiệu sưng phù ở mắt cá chân. Đặc biệt, tình trạng này xuất hiện ở đầu ngày khi cơ thể vừa trải qua một giấc ngủ dài. Lý do khiến những người bệnh gan bị phù chân là do sự tích tụ chất lỏng tại chân gây ra do mạch máu trong cơ thể bị rò rỉ. Điều này làm tăng áp lực lên thành mạch và giảm lượng huyết thanh có trong máu. Người bệnh ung thư gan có thể đối mặt với hai tình trạng phù nề. Phù mềm, còn được gọi là phù dịch, bệnh nhân dùng tay ấn vào phần sưng, cảm thấy bị lõm xuống, không đàn hồi trở lại. Phù mềm có thể khiến cho trọng lượng cơ thể của bệnh nhân tăng lên hơn 2kg. Phù cứng, người bệnh bị phù ở chân, dần dần kéo theo phù trên toàn cơ thể. 2. Luôn tỉnh giấc vào khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng. Người lớn trung bình thức dậy từ 7 đến 15 lần mỗi đêm, và điều này là bình thường. Tuy nhiên, nếu đêm nào bạn cũng thức giấc trong khung giờ từ 1 đến 3 giờ sáng, chăn trọc và không thể ngủ lại, thì rất có thể gan đang gặp vấn đề. Quan điểm y học cổ truyền của Trung Quốc cho rằng, khoảng thời gian từ 1 đến 3 giờ sáng là lúc kinh mạch gan hoạt động mạnh mẽ nhất trong quá trình tự thải độc và tự sửa chữa. Nếu bạn thường xuyên tỉnh giấc vào khung giờ này, chứng tỏ gan đang có vấn đề hoặc có quá nhiều độc tố cần loại bỏ. Dấu hiệu này lặp đi lặp lại cho thấy nên cải thiện việc nuôi dưỡng gan, tránh trường hợp mắc các bệnh nghiêm trọng về gan như viêm gan B, suy gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ mà không biết. 3. Ngủ dậy cảm thấy đắng miệng. Chúng ta đều biết gan là cơ quan có tác dụng duy trì sức khỏe như đào thải độc tố, sản xuất và tiết dịch mật. Vì vậy, nếu ngủ dậy liên tục cảm thấy đắng miệng thì không thể bỏ qua khả năng cơ thể đã xuất hiện những rối loạn trong quá trình chuyển hóa dịch mật do suy giảm chức năng gan, từ đó gây ra cảm giác đắng. 4. Chảy máu khi đánh răng. Chảy máu khi đánh răng có thể xuất hiện do các bệnh về nha chu. Tuy nhiên, nếu như bạn không hề có vấn đề gì về răng miệng mà vẫn liên tục bị chảy máu thì rất có thể do gan của chúng ta đang bị suy yếu, không thể thực hiện được nhiệm vụ đông máu. Lúc này, chúng ta cần chú ý xem lá gan của mình có đang mạnh khỏe hay không. 5. Đau phần bụng trên bên phải. Nếu gan bị tổn thương thì nó cũng gây ra những cơn đau ở bên nửa cơ thể. Cơn đau càng kéo dài thì gan càng bị tổn thương nặng. Nếu vào buổi sáng bạn thấy đau ở vùng bụng bên trên phải thì hãy cảnh giác, cần đến bệnh viện khám ngay lập tức nếu thấy cơn đau triền miên kéo dài. 6. Ho có đờm sau khi ngủ dậy. Khi ngủ dậy, người khỏe mạnh không có đờm hoặc rất ít đờm trong cổ họng. Nên với những trường hợp có nhiều đờm hay phải khạc vào buổi sáng thì khả năng người đó mắc bệnh về viêm hầu họng, viêm phế quản hoặc viêm phổi. Để chuẩn đoán chính xác bệnh, bạn cần phải đi kiểm tra màu sắc
và tính chất của đờm. Đờm trắng, nhớt có thể cảnh báo bạn đang bị nhiễm gió. Đờm vàng, tương đối đặc và dính, hầu hết là bạn đang nóng hoặc cảm lạnh. Những trường hợp này không đáng lo ngại vì bệnh không có gì nguy hiểm. Nhưng nếu đờm có máu thì nên đi khám vì đây được xem là dấu hiệu của những căn bệnh về phổi như phổi khô, lao phổi hay thậm chí là ung thư phổi. 7. Buồn nôn hoặc nôn. Nếu bạn đang bị buồn nôn và nôn mửa không rõ nguyên nhân, nên kiểm tra xem bạn có bất kỳ triệu chứng suy giảm chức năng gan khác không. Nôn và buồn nôn thường được coi là dấu hiệu cảnh báo sớm của căn bệnh ung thư gan. 8. Nước tiểu có đổi màu. Màu sắc của nước tiểu phụ thuộc vào loại thức ăn và lượng nước dung nạp vào cơ thể hàng ngày. Nếu nước tiểu ít và có màu vàng đậm thì điều này có nghĩa là bạn chưa uống đủ nước. Còn với những người hay uống rượu bia hay ăn nhiều gia vị có mùi nồng như tỏi, hành thì nước tiểu có mùi rất khó chịu. Nước tiểu có mùi đường, vị ngọt hấp dẫn khiến bù vào. Nhiều khả năng bạn đang mắc các bệnh về tiểu đường. Trong trường hợp đi tiểu nhiều lần hoặc bị đau rát, có thể bạn đang bị viêm đường tiết niệu. Đặc biệt cần chú ý nếu trong nước tiểu lẫn máu, có thể là triệu chứng của bệnh sỏi thận, sỏi bàng quang hoặc ung thư bàng quang. 9. Phân có máu. Cách chăm sóc cơ thể đơn giản chỉ là kiểm tra phân của bạn lần đại tiện đầu tiên trong ngày. Với những người khỏe mạnh, phân có màu nâu vàng, không quá nặng mùi. Nhưng nếu có những biểu hiện khác thường như màu đậm hơn, khô hơn thì có thể là hiện tượng nóng ruột hoặc có những vấn đề về dạ dày gây ra. Cơ thể bị nóng khiến phân sẽ kết dính nhiều. Nếu phân có máu, rất có thể bạn bị trĩ hoặc thậm chí là ung thư ruột. Gan là bộ phận quan trọng trong cơ thể. Tại sao hiện nay căn bệnh này lại phổ biến như vậy? Có thể nói nguyên nhân lớn nhất đó chính là thói quen xấu hàng ngày của chúng ta. Vậy chúng ta đang có những thói quen xấu nào hại gan? Giật mình với 7 thói quen đang giết chết gan bạn mỗi ngày. 1. Uống ít nước. Nhiệm vụ chính của nước là giúp gan thải độc tố ra khỏi cơ thể. Nước có chiếm đến 70% cơ thể, nên việc uống đủ nước mỗi ngày sẽ giúp đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu, tăng cường khả năng hoạt động của các tế bào gan, giúp quá trình đào thải chất độc hiệu quả hơn. Nếu không uống đủ nước thì quá trình thải độc gan vẫn diễn ra, nhưng nó sẽ không đạt được nhiều hiệu quả như bạn uống nước. Vì vậy, hãy bổ sung từ 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày bằng các loại nước lọc, nước ép trái cây, sữa, nước canh. 2. Thức khuya dậy trễ. Đồng hồ sinh học của cơ thể lập trình cho gan như sau. Từ 1 đến 3 giờ sáng, lúc này bạn cần ngủ say để gan có thể thanh lọc cơ thể tốt nhất. Từ 3 đến 5 giờ sáng, gan hoàn thành quá trình thanh lọc cơ thể và nghỉ ngơi. Từ 5 đến 7 giờ sáng là thời điểm tốt nhất để thức dậy và thải độc tố ra bên ngoài. Đồng hồ sinh học đã ấn định như vậy, nếu bạn quá thức khuya hay dậy quá trễ thì hai việc này đều gây hại đến việc thải độc và nghỉ ngơi của gan. Lâu dần, chức năng gan sẽ bị suy giảm, kéo theo khả năng miễn dịch giảm. Với những người nhiễm virus viêm gan B thì tế bào gan bị hư hại rất khó có thể phục hồi và khả năng gia tăng nguy hiểm cho sức khỏe. Vì vậy, hãy lên giường trước 2-3 giờ để đảm bảo ngủ sâu trong khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng để chức năng của gan được hoạt động tốt nhất. 3. Bỏ bữa sáng. Thức khuya và dậy trễ thường kéo theo bỏ bữa sáng. Bữa sáng chính là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì nó giúp cho bạn có được nguồn năng lượng tốt và bền, từ đó hỗ trợ gan, giúp gan không bị tổn thương. Chính vì vậy, nếu bạn bỏ ăn sáng hay không có thói quen ăn sáng thì điều này không chỉ làm suy giảm chức năng gan mà còn không tốt cho toàn bộ cơ thể. Ngoài ra, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng ăn sáng giúp trung hòa axit dạ dày và bảo vệ gan, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, viêm tuyến tụy, táo bón, sỏi mật. 4. Nhịn tiểu vào buổi sáng. Vì từ 5 đến 7 giờ sáng chính là thời điểm tốt nhất để thải độc tố ra bên ngoài, nên nếu nhịn tiểu vào buổi sáng sẽ khiến cho độc tố tích trữ trong cơ thể, lâu dần gây ra tình trạng ngộ độc gan.
5. Ăn uống vô tội vạ. Ăn nhiều đồ ngọt và mặn. Ăn quá nhiều gia vị như đường, muối, chất ngọt nhân tạo có thể làm thay đổi cholesterol không lành mạnh và gây ra nhiều thực hại cho gan và làm tăng men gan. Ngoài ra, nếu tiêu thụ quá nhiều đường fructose theo thời gian thì gan có thể bị quá tải và bị tổn thương không thể phục hồi lại được. Tốt nhất, để bảo vệ gan, bạn nên hạn chế tiêu thụ đường tinh chế và siro ngô dầu fructose, ví dụ như các loại soda, đồ nướng và các loại đồ ngọt. Thay vào đó, hãy sử dụng các loại thực phẩm có chứa nhiều đường tự nhiên như trái cây. Ăn đồ ăn bị cháy hoặc chưa chín. Trong những thực phẩm còn sống, thường có chứa ký sinh trùng hoặc một số vi khuẩn dễ gây ra viêm dạ dày và làm hại cho gan. Trong khi đó, những thực phẩm bị cháy đen thường chịu tác động nhiệt độ cao và nguy cơ bị biến chất làm tổn hại chức năng gan. Ăn ít rau quả. Rau xanh và nhiều loại quả có chứa một hàm lượng vitamin C, axit citric, canxi, magie, flavonoid sinh học, các chất hỗ trợ miễn dịch, giúp hỗ trợ thanh độc và giải độc lá gan. Rau xanh nhiều lá giàu chất diệp lục còn giúp loại bỏ độc tố khỏi máu, hỗ trợ gan trong việc đào thải và hỗ trợ tuần hoàn máu, làm giảm tổn thương tế bào. Chính vì vậy, việc ăn ít rau quả là một trong những thói quen xấu khiến chức năng gan bị yếu đi. Bên cạnh đó, các bác sĩ đã đặc biệt khuyến khích bạn nên ăn thịt hoặc cá với rau xanh, vì rau có khả năng ngăn chặn protein trong thịt, cá không bị biến đổi thành những chất gây ung thư gan. 6. Lạm dụng thực phẩm chức năng. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng đúng là việc sử dụng quá nhiều thực phẩm chức năng có thể góp phần gây tổn thương gan, kể cả đó là loại thực phẩm chức năng có chất lượng tốt và hoàn toàn tự nhiên. Vai trò của gan là lọc bỏ các độc tố và gan thực hiện chức năng này thông qua một quá trình vận chuyển rất phức tạp. Vì thực phẩm chức năng thảo mộc chưa được kiểm soát chặt chẽ nên chưa có cách nào để xác định chắc chắn rằng loại thực phẩm chức năng sẽ phù hợp với cả bạn, nên chúng có thể gây tổn thương đến gan của bạn trong quá trình gan thực hiện chuyển hóa. Cách tốt nhất là kiểm tra với dược sĩ hoặc bác sĩ xem loại thực phẩm chức năng hoặc vitamin mà bạn đang dùng có thực sự phù hợp với tiền sử bệnh tật của bạn hay không. 7. Uống rượu bia và hút thuốc lá. Dĩ nhiên, nguyên nhân cuối cùng mà mọi người đều biết là uống rượu và hút thuốc lá. Hút thuốc lá có hại cho chức năng của gan là bởi vì thuốc lá có chứa rất nhiều chất hóa học độc hại, sẽ làm tăng mức độ stress oxy hóa trong cơ thể, gây tổn hại đến các tế bào gan và hệ thống tế bào nói chung của cơ thể. Rượu bia chính là kẻ thù đối với nhiều cơ quan như gan, thận, dạ dày, tụy, não. Trong đó, gan là cơ quan bị tổn thương nhiều nhất. Do đó, toàn bộ lượng máu ở đường tiêu hóa bắt buộc phải đi qua gan trước khi về tim, nên nồng độ cồn tập trung ở gan là cao nhất. Ngoài ra, chất ethanol có trong rượu bia khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa tại gan và phần lớn tạo thành acetaldehy, và chính acetaldehy gây hủy hoại tế bào gan. Nhất là rượu tự nấu ở Việt Nam, ngoài ethanol còn có nhiều chất khác như methanol, butanol và các aldehy gây tổn thương cho tế bào gan. Thường xuyên uống rượu vượt quá số lượng cho phép sẽ khiến cho gan bị nhiễm mỡ, viêm gan, rồi dần dần tiến thành xơ gan, ung thư gan. Nếu bắt buộc phải uống rượu thì nên ăn các loại thực phẩm có dầu protein, vitamin để là giảm một phần nào đó tác hại của rượu lên gan. Trước khi uống rượu nên uống nước, vì nước có thể làm tăng tốc độ chuyển hóa rượu, do đó bảo vệ gan được tốt hơn. Phương pháp vàng bảo vệ gan trước những nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe. Các triệu chứng về gan thường được diễn ra một cách âm thầm, không hề báo trước, và hầu hết các bệnh nhân gan đều chỉ phát hiện ra bệnh sau khi kiểm tra và xét nghiệm, khi đó bệnh đã tiến triển phức tạp. Do đó, chúng ta nên xây dựng và duy trì những thói quen tốt từ hôm nay để chăm sóc và bảo vệ gan nói riêng và sức khỏe nói chung. Theo các bác sĩ chuyên khoa, dưới đây là 5 phương pháp vàng để bảo vệ gan luôn khỏe mạnh. 1.
chế độ ăn uống hợp lý. Dinh dưỡng hợp lý, áp dụng chế độ ăn uống cân bằng và tránh ăn quá no. Chúng ta nên chọn và sử dụng những loại thực phẩm đảm bảo vệ sinh, ăn uống đầy đủ và cân bằng các loại chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Bổ sung thêm một số loại thực phẩm tốt cho gan như tỏi, dầu ô liu, trà xanh, bưởi và quả óc chó. 2. Hạn chế rượu bia và thuốc lá. Để phòng ngừa các bệnh lý về gan thì các bác sĩ chuyên gia đều cho rằng quan trọng nhất là phải từ bỏ rượu bia. Đối với những người nghiện rượu, bắt đầu từ việc cắt giảm lượng rượu sử dụng trong tuần. Trong hoàn cảnh bắt buộc phải sử dụng rượu thì nên uống một lượng vừa phải. Nam giới chỉ nên uống không quá 4 đơn vị, 1 đơn vị khoảng 30ml một ngày và dưới 21 đơn vị trên một tuần. Riêng nữ giới hạn là 3 đơn vị một ngày và 14 đơn vị một tuần. Hạn chế và tốt nhất là nói không với thuốc lá. 3. Tăng cường vận động. Việc luyện tập thể dục thể thao thường xuyên giúp tăng cường lưu thông máu, giúp đốt cháy năng lượng chất béo, lượng mỡ thừa trong cơ thể, đồng thời cũng làm giảm hàm lượng chất béo trong gan, giúp kiểm soát tình trạng men gan tăng cao, gây ra một số bệnh lý về gan. 4. Khám sức khỏe định kỳ. Đây là giải pháp thông minh để bảo vệ gan nói riêng, cũng như bảo vệ toàn bộ cơ thể của chúng ta trước các nguy cơ về bệnh tật. Nên duy trì thói quen khám sức khỏe 6 tháng một lần để phát hiện sớm những bệnh lý tiềm ẩn trong cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, mong rằng sau khi xem xong video vừa rồi sẽ giúp cho quý vị biết thói quen nào là xấu, thói quen nào là tốt để bảo vệ gan, và đừng quên chia sẻ video này đến những người thân yêu của mình để cảnh báo họ quý vị nhé. Video của chương trình đến đây là kết thúc. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của chương trình.